rồi, trước mặt chúng ta đây là chiếc tàu 90-102 khi đánh bắt ở ngoài ngư trường Hoàng Sa thì đã bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc, tàu sắt đâm vào ở phía ngoài sau, và chiếc tàu có đồng chìm thì ngư dân chúng ta đã được ngư dân của mình gần đó cứu. Rồi chúng ta mình lay nhắc tàu này kéo vào đây để trưng bày tại nhà trưng bày Hoàng Sa. Chúng ta biết rằng Việt Nam mình có hai quần đảo xa bờ, đó là quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng cách đất liền 300 km, và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa cách đất liền 400 km. Hai quần đảo này cha ông ta đã xác lập từ hơn 300 năm. Mình biết rằng ở trên Đông Nam Á này nhiều nước nói rằng quần đảo Hoàng Sa là chủ quyền, nhưng mà chỉ có Việt Nam là có đủ bằng chứng lịch sử để xác định điều đó. Bởi vì hơn 300 năm trước, chính chủ quyền đã cử những người lính, những người ngư dân của mình, và những người ngư dân đó được ghép vào một cái đội gọi là hải đội Hoàng Sa. Nhiệm vụ của họ là đi trên những chiếc tàu nhỏ. Chiếc tàu này chiều dài khoảng 8 đến 10 phút, bề ngang 2 mét, và họ phải nhận lệnh của chủ tịch để lúc mùa trong gió đêm tầm mùa này, tức là khoảng tháng 3 bắt đầu họ trong ngày thôi, họ đi 3 ngày 3 đêm thì tới bãi cát vàng Hoàng Sa chính là cát vàng. Ra ngoài đó họ đo đạc, đo vẽ, thu lượng hải vật mang về nộp lại cho chủ tịch, và ngày nay chúng ta gọi họ là những quân binh Hoàng Sa, những người đi xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Hành trang của họ ra đi thì gồm có mắm, muối, gạo, nước ngọt, và đặc biệt họ được cấp cho những thứ sau đây mà mình rất cảm động, đó là mỗi người được cấp cho một cái thẻ, một cái thanh gỗ ghi rõ họ tên, quê quán. Mỗi người được cấp thêm cho 2 manh chiếu, 7 thanh nệm tre và 7 sợi dây máy, và để trên đường đi đầy trắc trở, họ có thể chết vì nhiều nguyên nhân, không có chỗ chôn buộc lòng phải thả họ xuống biển, thì quăng họ xuống biển đau lòng lắm. Cho nên mang theo những thứ đó để dùng 2 manh chiếu quấn sát họ lại, nẹp 7 nẹp tre lại để cho nó cố định, và dùng 7 sợi dây may còn lại. Tại sao lại là 7? Bởi vì ông bà mình quan niệm đàn ông là có 7 vía, đàn bà có 9 vía, và sau khi thương khóc xong đồng đội thả họ xuống biển, mong rằng sóng gió có bao giờ đưa ai cũng vào bờ, tất cả đều đồng lại trong chiếc thẻ. Cho nên hiện nay ở ngoài đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi có những ngôi mộ gió, những ngôi mộ này trong đó không có xương người, không có hài cốt, mà chỉ có những hình nhân bằng đất, đất này lấy ở những địa phương nữa do ông này pháp lấy về và dùng cái bộ khung, một khung xương cột lại bằng những cái thanh gỗ dâu mà nó nhỏ, lấy đất đắp lên, dùng miếng gà quét lên cho nó vàng vàng thành da, và cúng tế xong chôn xuống ngôi mộ đó, coi như là cái nơi chôn của người lính. Nên cái đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi ngày nay chỉ được gọi là hòn đảo chủ quyền Việt Nam. Và ngày nay ở đảo Lý Sơn có một cái lễ hội đã thành lễ hội cấp quốc gia, và chúng ta cũng dự định sẽ xin UNESCO công nhận là di sản, đó là lễ thao lề với lính Hoàng Sa. Vì những người lính ra đi là chấp nhận một đi không trở lại, họ xứng đáng một binh. Và như lời Bộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói, thì trong tất cả các dân tộc ở Đông Á này, chỉ có dân tộc Việt Nam là có bằng rõ ràng xác thực được cái việc mà xác lập chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng mà hiện nay tình hình nó như thế này, đó là người Việt Nam ra ngoài nhớ những ngày 30 tháng 4, 2 tháng 9, chúng ta còn phải theo thể thiết kế là phải nhớ thêm 2 ngày nữa, đó là ngày 19 tháng 1 năm 1974 và ngày 14 tháng 3 năm 1988. Ngày 19 tháng 1 năm 1974 là ngày mà Trung Quốc đánh chiếm hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày đó thì hai miền đang rất là bối rối, thủ tướng miền Bắc chuẩn bị giải phóng Việt Nam, thì lúc đó Trung Quốc lợi dụng hoàn cảnh ấy đã ra tay, và hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu rất anh dũng, 74 người đã
đã chết ngày 19 tháng 1 năm 1974. 74 người này chết vì nước, họ xứng đáng được gọi là anh hùng, họ xứng đáng được nhận hai chữ hy sinh. Nhưng mà vì bất cẩn đến bây giờ họ bị mất. Hiện nay ngư dân cũng đang có thể đánh bắt được ở ngư trường Hoàng Sa, nhưng mang tiếng là đánh trộm, đánh lén trên cái quần đảo nhà ông. Bởi vì tàu cũng có thấy là nhà ông luôn, nó đóng. Và thực sự thì hiện nay ngư dân, đặc biệt là ngư dân Quảng Hải, vẫn còn bám ngư trường ngoài đó và đánh cá cạnh bên tàu Trung Quốc. Tàu Trung Quốc họ rất là to, to là tàu sắt không à, tàu mình là tàu gỗ như thế này. Nhưng mà ngư dân mình mới đánh được ở phía sâu, vì ở ngoài đó đánh cái thứ mà họ mong nhất chính là hải sâm. Hải sâm thì con hải sâm này nó thường ở độ sâu 50 đến 70 mét, mà không lặn bằng bình hơi phải được, phải lặn bằng bình không mà cầm cái ống hơi thôi thì để xuống độ sâu đó không thể, cho nên người ta phải ôm bụng chì nặng bằng 15 kg, và ôm bụng chì đó rất là dù xuống dưới xuống độ sâu 50 đến 70 mét, bắt đầu họ mới ngư dân Trung Quốc họ chỉ làm được đến khoảng 4 thước thì họ chỉ bắt được giỏi lắm là ốc tay thường, không bắt được hải sâm. Có ngư dân Quảng Hải mới lặn được đến cái độ sâu đó, mà cái người mà lọc được kỷ lục lặn tức là lặn 74 mét. Để ra ngoài đảo Lý Sơn rất là nhiều, gặp rất là nhiều người đã từng đánh bắt ở ngoài đó, và thậm chí là có người 2-3 lần bị Trung Quốc bắt. Thì hiện nay tình hình như thế này, mình đánh ngoài đó lỡ mà gặp tàu chấp phá đó đó thì nó sẽ đâm vào tàu mình và nó bắt ngư dân mình qua. Việc đầu tiên là nó trói tay, thứ hai là nó bịt mắt lại và nó sẽ hút dầu, nó lấy ngư cụ, lấy cá tôm tốt rồi lại là nhận diện tàu của mình. Sau đó thì nó mang ngư dân của mình lên đảo lớn là đảo Phú Long, nó giam lại và nó cho ăn lên tàu. Ăn lên tàu xong thì bắt đầu là nó bắt mình ký những cái tờ giấy chủ tàu không thôi, những tờ giấy đó là những tờ giấy khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa mà họ gọi là Tây Sa và Nam Sa, và xác nhận rằng là mình vi phạm luật của họ, mình vi phạm họ. Sau đó cho báo về đất liền và cho mỗi tàu thì nó làm như thế đó. Từ đó mà họ có cơ sở để họ xây dựng lên những từ những cái bãi đá ngầm xây thành những đảo nổi, có thể gọi là những cái chiếc tàu chuyến bay không thể đánh đập, không thể đánh chìm của người Trung Quốc ở trên biển Đông. Khi mà họ đưa ra cái đường lưỡi bò là nó biến trọn đường hết biển Đông, trong khi đó thì chúng ta hiện tại đang xác định là biển Đông có 3 triệu trung dung thì Việt Nam mình có 1 triệu. Nhưng nếu như mà cả thế giới này công nhận cái đường lưỡi bò đó, có làm được đường lưỡi bò đó thì Việt Nam mình không còn cái gì cả, mình còn một chiếc hay đầm bờ thôi. Trong khi đó hai quần đảo đó mình cùng nhau chẳng là hiện nay thì ở Trường Sa chúng ta chiếm giữ khá nhiều, và chúng ta có 3 đơn vị hành chính ngoài đó, đó là thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn và xã đảo Sông Tử Tây. Chỉ có một mình Việt Nam là có những đứa trẻ có nơi chôn nhau cắt rốn, là đứa đó là cha mẹ nó ở đó yêu nhau ăn ở với nhau là sinh nó ra. Còn lại các nơi khác không có. Và hôm nay thì chúng ta đến trên bãi biển Đà Nẵng, mà một thời gian dài người ta gọi là China Beach, và hiện nay dân Việt Nam mình không được quyền dùng mấy chữ China Beach để gọi biển Đà Nẵng, vì ngày xưa khi người Mỹ mà đóng ở đây họ gọi là China Beach. Họ gọi đơn giản là không phải họ buồn Trung Quốc, mà là vì cái biển mà chúng ta gọi là biển Đông trên bản đồ thế giới nó ghi là South China Sea, Việt Nam Trung Hoa, và cái tên nó không bao hàm là của Trung Quốc. Bởi vì ngày xưa các nhà hàng hải họ thấy Trung Quốc ảnh hưởng lớn quá, cái biển ở phía nam Trung Quốc họ gọi là Việt Nam Trung Hoa, chúng ta gọi là biển Đông, Philippines họ gọi là biển Tây,
Nhưng ở bên chúng ta bây giờ chúng ta có được quyền gọi là Xenobit, miền Trung Hoa, phải gọi là và quyền đã xây dựng cái nhà trưng bày này, trưng bày đặc biệt là các bản đồ khẳng định chủ quyền bản đồ Trường Sa của Việt Nam, không phải là bản đồ của ta vẽ không, mà rất nhiều bản đồ của Hà Lan, của Bồ Đào Nha, của Pháp, chính những nhà hàng hải họ đi trên biển, họ đi buôn bán, họ vẽ, họ xác định rằng cái Hoàng Sa, Trường Sa mà tiếng Anh là Palaceo và Broadway là của Đại Việt, là của Đế quốc An Nam, tức là Việt Nam. Rất cảm động, rất xúc động khi thấy con tàu chúng ta nhỏ bé ở trên biển nhưng mà vẫn luôn luôn vươn mình ra khơi để bảo vệ vùng biển. Và phải nhớ hoài cái câu nói của một cái lão ngư ở ngoài đó, ông bị bắt 3 lần. Thầy hỏi bị bắt 3 lần bác không sợ hả? Ông nói của tổ quốc mình có sợ gì? Nghe đến bài này đồng thời cũng là ủy ban nhân dân huyện đảo Hoàng Sa. Hiện nay thế nào không âm động, không động ra phải nghĩ rằng là Hoàng Sa Trường Sa. Nói như lời của cố sư Trần Văn Dào, ông nói rất hay là 10 năm sẽ nói thế ngày hôm qua không giữ được Hoàng Sa Trường Sa, thế ngày hôm nay không đòi lại được thì thế ngày mai sao? 10 năm không được, 100 năm không được, 1000 năm. Dân tộc ta rất là kiên trì. Điều quan trọng là trong tim mình Hoàng Sa Trường Sa. Tôi nhận được rất là niềm tin rằng. Thôi.